Xin được hỏi các chuyên gia là nuôi cá trạch lấu trong ao đất hay là trong bể hay trong mùng lưới đặt ngoài sông, cách nào thì tốt hơn? Mật độ nuôi cá trạch như thế nào thì là phù hợp? Vâng, thưa khán giả Luân Lê, câu hỏi của khán giả đã được chuyên gia của chương trình giải đáp như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Nuôi trạch lấu thì chúng ta phải hiểu được cái thức ăn của con trạch lấu là gì. Và cái thức ăn của nó chính là lúc giai đoạn đầu ấy thì nó ăn các động vật phù du, giun rồi một số các cái loại giáp xác. Tuy nhiên là lớn lên ấy thì nó sẽ ăn thiên về tảo. Chính vì vậy mà chúng ta phải gây màu nước cho để nó đảm bảo có cái đủ cái lượng tảo cung cấp cho cái con trạch lấu đấy. Cái việc mà nuôi trong ao hoặc nuôi trong bể hoặc là nuôi trong bùng màn thì nó phụ thuộc vào các cái điều kiện của khán giả. Nhưng mà đối với lại con trạch lấu cũng như các cái loài cá khác hoặc là tôm khác thì cái việc mà tạo cho nó cái điều kiện thuận lợi như ngoài tự nhiên là tốt nhất. Đấy là nuôi trong ao đất là tốt nhất nếu như có diện tích. Chỉ trong trường hợp là chúng ta nuôi công nghiệp mà chúng ta cần mật độ cao và chúng ta nuôi có trình độ cao rồi thì chúng ta có thể nuôi trong bể để mà tăng cái sản lượng trong một cái diện tích. Tuy nhiên rằng là đấy là ở phải đạt ở cái trình độ cao và chúng ta phải có các cái trang thiết bị đầy đủ để chúng ta có thể nuôi trong bể được để đạt năng suất cao. Còn nuôi trong bùng màn ấy thì có một cái lưu ý cho khán giả là khi nuôi trong bùng màn ấy thì cái mắt bùng màn nó rất là bé, rất là nhỏ, chính vì vậy mà nó không thể đẩy được các cái chất thải từ cái con trạch lấu ấy ra ngoài ao mà nó cá lắng đọng ở dưới đáy cái bùng màn nó. Chính vì vậy mà nó rất dễ gây ô nhiễm cho con cá trạch lấu của chúng ta. Chính vì vậy mà khán giả nên là phải đầu tư thêm có những cái bùng màn dự trữ để mà một tháng chúng ta có thể thay mùng màn một lần để mà lên đưa cái mùng màn mà nó đã nuôi trong một tháng nó rất là dơ bẩn do cái chất thải, do các chất bẩn ở trong ao nó bám vào các cái thành mùng màn. Chính vì vậy mà nó lại gây nên cái hiện tượng thiếu oxy đột ngột hoặc là nó sẽ các khí độc nó sẽ đẩy lên làm cho con cá trạch nó bị có sức đề kháng kém và các ký sinh trùng nó sẽ bám vào làm cho con cái cá trạch lấu nó chậm lớn. Chính vì vậy là một tháng chúng ta thay mùng màn một lần và chúng ta phải có mùng màn dự trữ và hàng ngày chúng ta phải vệ sinh để cho làm sao nó các cái chất thải nó ra ngoài môi trường mà nó ít ở lắng đọng ở lại ở mùng màn là tốt nhất. Đấy là một vài cái mà tôi có thể là nêu ra để cho khán giả tham khảo trong cái việc mà chúng ta nuôi con cá trạch lấu. Và tùy theo cái mức độ, cái mật độ nuôi thì chúng ta tùy theo cái phương thức nuôi của chúng ta thì chúng ta có thể là nuôi mật độ khác nhau. Ví dụ nuôi trong ao chúng ta cũng có thể nuôi ở mật độ cao được. Chúng ta có thể thả mật độ từ 70 đến 80 con trên 1 m². Nếu mà là nuôi ở mật độ cao, còn bình thường thì chúng ta có thể thả từ 30 đến 40 con trên 1 m². Nếu còn nuôi trong bể thì chúng ta có thể nuôi đến cả 100-150 con trên 1 m², chúng ta cũng có thể nuôi được. Nhưng mà cái việc quản lý chăm sóc ở trong bể nó là phải rất là cẩn thận và làm nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp thì chúng ta nuôi được. Sau này nó có bị lai giấu cái củ nhỏ vào nó chả khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn.
trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.